Có gặp em là ngày đầu tiên hả? Đó mình ngày đầu tiên mình gặp đâu? Đó là chủ trường đúng không? Chứ mình đâu kể cho bây giờ mình gặp ở bước được. Wow. Ngày đầu tiên mình kể tại mình gặp ở trường vậy chứ. Ấn tượng mà đúng rồi, anh nói rồi. Ấn tượng là em bận đồ màu trắng á, bộ váy màu trắng. Đó, mình từ đó nó ấn tượng đầu tiên là ở đó đó. Tới bây giờ may mắn gì được ngồi như thế này, đó giờ anh không có nghĩ là anh sẽ ngồi trước chậu hoa mà sớm như vậy. Nhưng mà từ lúc mình gặp em, từ lúc một quyết định thấy em, cái chuyện gì đó cũng tới. Mừng quá mà hôm nay là mới khai qua lại là trên 20 năm cái là cháu đi lấy chồng. Tôi mừng quá mà mừng, hôm nay tôi là 90 tuổi rồi, 90 rồi. Không có chi bằng là đứa cháu là nuôi cha mẹ nuôi lớn lên là bây giờ đi lấy chồng mà tôi không vui gì bằng hết. Đó, những cái gì mà cháu rất là tình thương. À, giờ cháu đi lấy chồng lại mừng hơn nữa. Là vui mừng tôi được đứa cháu đã lớn lên, cha mẹ nó là cha nó là Nguyễn Anh Tấn, mẹ nó Nguyễn Thị Thu Hồng, gả đứa con đi lấy chồng hết sức là vui mừng tất cả họ hàng hai bên, và chúc cho cháu tôi là được trăm năm hạnh phúc và vui vẻ, để sau này là tất cả những gì gỡ gắm về là bên chồng để thương cháu tôi. Tôi cũng cầu chúc cho tất cả được vui vẻ và sức khỏe dồi dào. Hôm nay lễ thành hôn
của con. Ở ngày con cưới vợ thì ba mẹ thấy rằng là con đã khôn lớn, thì ba mẹ rất là hạnh phúc, rất là vui. Hôm ngày lễ hôm nay thì ba mẹ chỉ biết cầu chúc cho hai đứa con luôn luôn hạnh phúc trong đời sống, luôn luôn gặp mọi sự được may mắn. Thì ba mẹ luôn cầu nguyện cho hai đứa con được hạnh phúc trong đời sống và hạnh phúc và chỉ ao ước điều đó. Congratulations, hi em. Wish you guys a lot of love and happiness. Take care.